Mến chào các bạn và những anh em đam mơ câu kéo đến với kênh câu cá số 91. Thì cũng khá là lâu rồi mình chưa có ra video đó các bạn xem ha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại Đầm Môn nha các bạn. Thì tiếp tục series câu cá giò. Rồi, lên hàng. Đi. Ô, giò. Lên hàng. Đi bay. Cầu bắp. Rau, lên hàng. Rít cuốc rồi. Vít căng mà. Lên. Lên hàng. Cái cảm giác câu cá giò sướng mà anh em, thấy sướng không? Đó, thấy không? Đó, cá giò cũ. Đó, quay mặt lại đây. Cừ. Cừ cầm thử cái phun bằng cây gió đó là phun mặt bằng nhau không? Cái đá nó mất cái ăn chứ. Cỏ này xô chưa có các bạn nha mày. Có mấy lửa vậy? Một lửa à. Lửa chảo lửa máy vậy? Lửa chảo mà. Thì cho có 2-3 lửa cho lửa làm gì không? Lửa nào? Lửa nữa, lửa đa đó. Đó. Câu kéo là cũng tốt. Cá bự. Cái dao bự quá nha. Lên hàng luôn anh hai. Anh ba. Lên hàng. Vẫn là một bắp không anh? Màu bắp. Cá dao. Để đó. Còn học bắp nữa chưa anh? Lên hàng. Lên hàng. Ồ, một con cá giò.
quay đây Đạt, quay đây cử tê tét đây. Lên hàng, lên hàng nha anh ba. Em lên hàng anh ba ơi. Ba bùng mò số cậu là tao nào bùng mò. Bùng 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 mò nha anh ba. Bùng 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 hàng rồi, bùng hàng rồi. À, hàng nha anh ba. Hàng. Đúng, mà trúng ổ mà chỗ đây hơn không có không dính. Không dính này. Ngon không? Mang cái giò này lớn giật khoát nhão rồi hết luôn. Lớn hả? Lớn hả? Rồi rồi anh ba ơi, hàng này anh ba ơi, thấy hàng không anh ba? Rồi hàng. Bình tĩnh anh ba ơi, nó bộ nặng dữ hả? Wow, cả giỏ mà wow. Đã rồi em, cái do đầm môm này. Wow, con nó bự không? Phơ không, phơ không? Wow. Wow, con cái do bự rồi. Chắc lượng á. Nem ngón, hơn nem ngón. Đó, giò thì mình vẫn câu bên ngày đều tôm nha anh em. Chua, còn cái giò đầm môm không? Chua. Được tôm. Cái. Giỏi anh, lên nè. Lên hàng. Giờ này bàn tay giờ lên hết rồi. Cuốn lên hàng. Một con cá giò. Wow, cổ nậu à. Ô, cái giò nó.
hàng anh ba ơi, hàng anh ba ơi. Ý vô lớn hàng. Chạy lên dính. Ồ, là gọi cá chút cho coi gọi lửa sao. Lấy đâu kẹp lại này. Giá luôn mà. Bay câu và biết cảm giác chưa? Còn có. Chứ nào đây ạ? Dạ. Bỏ trong fit luôn à, em báo fit luôn. Fit có đá chứ nè, tư. Đem đổ nước vô tự. Đổ chúng nước mặn vô là từ gốc nó từ xanh chát luôn. Nước mặn hả anh? Đó. À. Từ đổ nước ngọt, đổ nước mặn á. À, đổ đem. Có nước mặn vô là muối mặn, muối hai ngay. Mà bọn ké nó còn xanh dạt. Sáng nó ăn còn sợ giờ nãy này anh, trưa trưa nãy giờ thấy nó ăn mặn á. Sáng nó có nồi trên bàn nước, tí xuống đất mà giờ đất nó ái giờ quăng giờ nữa. Xuống mà sáng người ta lại ngốc máu bao nhiêu hả? Dạ. Giờ là xuống đất nó mà ăn nha. Sáng cầu sáng cầu đang ngốm cho mấy bữa cầu sáng này ăn hơn chiều vậy. Tiếp tục lên hàng. Cái gì đây? Cái gì? Tiếp tục cái dao cái dao cái dao. Đi quay. Anh tí đập tay, anh tí đập tay vô lên hàng. Đây fit. Lúc fit. Ồ, trang đồng. Lúc fit, trang fit luôn rồi. Lúc fit cá mà ập pi ra ngoài luôn mà đó, đưa ra bỏ ra luôn rồi. Báo cá chân câu hôm nay của anh ba này đó, này cá giò đại không anh em đó, giọt này còn mấy 3-4 con tay không đánh đập đánh đập đánh đập. Ê anh ba rồi Cương chuẩn bị báo cá anh em. Đây chứ cũng đầy fit rồi không chứ. Lên đây âm thanh này, âm thanh quyến rũ nè. Ô. 7 ký, 8 ký. Có ai ăn bự gì đây này? Gì đó, gì đó. Sao cơ thủ nó yếu hả? Cơ thủ nó thân yếu nhất mà nhà yếu nhà. Chô. Coi này anh em, giò này. Trời. Đó, giò thấy không? Con nào lấy tú lộng không? Con gì phê. 5 ký cá. Hơn 5 ký. Phương. Đây anh em, giò này. Đây, đó, này giò bự bự không á. Giò đầm môn có khác này anh em, đó. Bự không? Quá trời. Rồi, cảm ơn các bạn đã xem video nha. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Nhiều tiền phải 5 ký trở lên rồi.